Hello, xin chào tất cả mọi người, là mình Support Hùng đây. Và hôm nay Hùng sẽ mang đến cho mọi người một mẫu giày cầu lông Li-Ning cao cấp đang được khuyến mãi giá rất tốt. Tuy nhiên, mẫu giày này chỉ có lẻ size thôi. Nếu anh em nào đi các size 39.5 hoặc size 41.5 thì liên hệ Hùng ngay để có giá tốt nhất. Ngoài ra mẫu giày này Hùng có size 40, 41 và 43, giá nó sẽ cao hơn do nhập đợt hàng nó không khuyến mãi sâu lắm. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về mẫu giày. Mẫu giày hôm nay của chúng ta là mẫu giày năm 2020, mẫu về giày vừa mới ra mắt luôn đấy ạ, nhưng đang rất hot và đang bị cháy hàng, chỉ còn lẻ size như này thôi. Mẫu giày AIZQ009, tên của đôi giày này là Li-Ning Sonic Bomb OP, size 39.5. Size 3, mọi người lưu ý nhé, size 39.5 của Li-Ning sẽ bằng size 39 của các hãng khác. Nên là anh em nào đi 39 thì cứ đôi này 39.5 mà đi thôi. Đây cũng là size bé nhất cho nam của Li-Ning nha mọi người. 39.5 của Li-Ning tương đương 39 của các hãng khác. Đấy, chúng ta sẽ đi với đôi giày. Đôi giày nó được thiết kế quai sách. Nhìn đấy, quai sách rất là xịn sò. Chúng ta cũng sẽ mở đôi giày. Để xem đôi giày cao cấp thì nó có cái gì. Đây, chúng ta, đôi giày của chúng ta đây. Đôi giày nhìn rất là chất. Cho mọi người xem một vòng. Mẫu giày này có giá gốc niêm yết trên trang chủ Li-Ning.com là 799 tệ, tương đương với khoảng 2,7-2,8 triệu tiền Việt Nam theo tỷ giá lên xuống. Và đôi giày này cũng đang được bán rất hot tại các cửa hàng với mức giá là 2 triệu tại các cửa hàng tại Việt Nam. Tuy nhiên thì hàng cũng gần như là không còn nữa. Bên Hùng thì cũng chỉ còn lẻ size. Đấy. Với size 39.5 và size 41.5 bên Hùng khuyến mãi còn 1,4 triệu cho mọi người miễn phí ship. Với size 41, 40 và size 43, mỗi size Hùng chỉ còn một đôi thôi, giá khuyến mãi là 1,6 triệu và cũng miễn phí ship. Đôi giày mọi người có thể ngắm, Hùng cũng vì đôi giày nó quá nhiều công nghệ nên Hùng sẽ chỉ nói sơ qua. Mọi người cùng theo dõi nhá. Trước tiên là về mặt đế, mọi người có thể nhìn thấy mặt đế thiết kế rất là bám sân, có các rãnh cũng như là các hình lục giác, các hình lục giác để giúp cho đôi giày bám nền tốt nhất. Nó có công nghệ Probalock, đây là công nghệ chống xoắn ổn định mặt đế, giúp hỗ trợ khi bật cũng như là giảm chấn khi chúng ta tiếp đất. Công nghệ carbon fiber này cũng có tác dụng gần tương tự như vậy, cũng là hỗ trợ ổn định và giảm chấn và tăng độ hỗ trợ chúng ta bật lên. Nó có hai miếng các Probalock đây, hai miếng nhựa. Đấy, các miếng nhựa rất là chắc chắn. Đôi giày mặt đế cực kỳ ổn định, khá là dày dặn. Công nghệ giảm chấn của đôi giày này nó gồm có công nghệ Li-Ning Cloud, giảm chấn Li-Ning Cloud và công nghệ giảm chấn cushion. Mọi người có thể nhìn thấy rất là êm. Đấy. Mọi người lưu ý là giày Li-Ning mới đầu mọi người xỏ vào mọi người chưa cảm giác được độ êm của nó lắm đâu. Mọi người chưa cảm giác rõ độ êm của nó lắm đâu. Nhưng mà khi mà chúng ta đi nhiều, chạy nhiều thì nó sẽ càng êm ra nhá. Đấy, nó có thiết kế hai miếng nhựa rất là nhìn rất là sang, rất là xịn ở đây. Cũng các cái nó rất là óng ánh màu tím như này, cả phần này cũng rất là óng ánh khi ánh sáng chiếu vào. Bên này nó cũng có miếng nhựa, nhìn rất là xịn. Công nghệ túc tiếp này là công nghệ túc tiếp là công nghệ gia cố phần trên. Gia cố phần trên đây nó gồm có mặt này và đây, tất cả nó là ép này. Mọi người thấy miếng da ép lên một miếng này nhé mọi người. Đấy thì nó ép thêm một miếng da này để gia cố chắc chắn ở phần trên đôi giày.
khi chúng ta chạy, chúng ta phanh các thứ thì phần trên này chịu lực rất nhiều thì nó sẽ giúp. Đấy, nó giúp cho phần này nó rất bị chắc chắn, nó rất chắc chắn. Và cái khả năng bị bục dày gần như là bằng không. Biểu tượng Li-Ning được ép nhiệt lên đây. Rất độc đáo. Đấy, và cái miếng lớp này, đấy, công nghệ Tube Blue, là công nghệ chống mòn má, mòn mặt. Và cái chất liệu của cái phần má này, da này nó cũng giống như một kiểu giấy giáp ấy, nó giáp. Thì khi mà chúng ta chạy quệt xuống nền, mình nghĩ rằng nó cũng sẽ ít bị ảnh hưởng, giúp cho đôi giày vẫn giữ nguyên cái độ đẹp của nó và ít bị xước, ít bị bục chỗ này. Nhiều anh em nào mà chạy phá giày thì thường sẽ bị lê, ví dụ đánh chân, bánh vợt tay phải thì hay bị lê chân trái. Ở chỗ này thường bị xước và bị bục thì công nghệ này nó sẽ giúp hạn chế điều đó. Đây, nhìn cái da của nó khá mềm nhưng mà nó lại rất là dày dặn và nó giống như kiểu giáp, giấy giáp vậy, kiểu như thế. Để giới thiệu chi tiết về một đôi giày cao cấp, ông nghĩ chắc phải mất nửa tiếng, nhưng thôi, chúng ta tìm hiểu như thế là đủ rồi. Quan trọng nhất là đôi giày nó đi vào chân, chúng ta sẽ nó có tác dụng gì, nó có những tác dụng gì, nó giúp chúng ta cảm nhận như nào. Đấy, đôi giày cũng khá là ôm chân. Đây, anh em nào ưng em nó và đi những size trên thì liên hệ Hùng nhá. Size 39.5 tương đương với 39 của hãng khác, với mã 1.4 triệu miễn ship. Size 40, 41 và size 43 mỗi size còn một đôi, giá 1.6 triệu vẫn như Hùng bán trước, vẫn như Hùng bán bình thường thôi. 1.6 triệu miễn ship, vẫn như nhiều khách hàng khác đã mua. Chỉ có size 39.5 và size 41.5 đợt vừa rồi thì Hùng kiếm được nó lẻ size nên là giá nó tốt như vậy. Đấy, mẫu mới 2020 vừa mới ra cách đây khoảng tầm đâu đó khoảng 2 tháng. Đã cháy hết hàng rồi, bây giờ chỉ còn lẻ size thôi mà khuyến mãi sâu như thế thì nói đây là cơ hội tuyệt vời cho anh em nào mà muốn mua cho mình một đôi giày ngon, chất lượng mà lại có cái size của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu mọi người vẫn chưa ưng mẫu giày này thì có thể liên hệ Hùng để Hùng giới thiệu mọi người những mẫu giày khác. Hoặc mọi người thấy mẫu giày này đắt hơn so với mình, vì Hùng cũng có rất nhiều mẫu giày khác rẻ hơn, phù hợp với kinh tế của mọi người hơn. Và đều là hàng chính hãng, chất lượng, đều có bảo hành 1 tháng nhé mọi người. Hàng cam kết chất lượng, bảo hành 1 tháng, được phép kiểm tra hàng trước khi thanh toán rồi sau đó mới thanh toán cho nhân viên giao hàng. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại tại video tiếp theo ạ.